Chào cô bác anh chị em và các bạn. Hôm nay mình Thiên chia sẻ cách làm chả giò, cách chiên chả giò sao cho vàng giòn, giòn lâu giòn tan, không bị ngấm dầu và không bị chấm đen. Bây giờ cùng theo dõi cách làm của mình Khuyên và làm cho gia đình. Bây giờ mình bắt đầu nha. Trước tiên mình sẽ ngâm nấm trước, nấm mèo khô chung với lại nấm đông cô hoặc là nấm hương đó. Ngâm nước nóng 50-60 độ C, chờ cho nở. Mình có thịt nạc xay hoặc là thịt có mỡ có nạc, tốt nhất là nạc dăm 800 g, cà rốt 220 g, su hào hoặc là củ cải trắng hoặc là củ sắn hoặc là giá 1/2 ký, khoai tây mình đã bào rửa sạch sẽ khoảng 870 g, củ hành tây 270 g, 60 g hành tím, và nếu có hành lá thì lại càng ngon. Hôm nay lễ thỉnh thử mình không có mua được hành lá nè. Khoảng 550 g tôm. Để cho nhanh, anh chị em và các bạn cũng có thể sử dụng cái bàn bào, mình bào sợi ha. Và đừng có nhuyễn quá, bởi vì nếu mình bào nhuyễn quá thì chút nữa nó dễ ra nước. Như vậy nè. Tiếp theo là su hào, mình bào chung với cà rốt. Bào cái này lẹ lắm anh chị em và các bạn ơi, có chút xíu là xong à. Cho vào đây 1 muỗng cà phê vuông như vậy nè, đường, thêm nửa muỗng nữa, và 1 muỗng cà phê, muối, xóc đều. Mình để cho ra nước, rồi mình vắt để cho cuốn chả giò của mình nó không có bị sũng nước, để cho cái vỏ bánh tráng nó không có bị ướt thì chả giò của mình mới giòn. Tương tự mình bào khoai tây. Tiếp theo mình sẽ xay hoặc là bằm hành tây với lại hành tím. Có máy mình xay cho nhanh. Anh chị em và các bạn nhấp thả vài cái thôi, đừng có nhuyễn quá, nếu như vậy là vừa. Và mình xay nhấp thả thì nó mới không có bị nát. Sẽ phi hành. Mình làm như vậy thì chả giò của mình nó không có bị chấm đen khi chiên, đồng thời nhân thơm. Đây là bí quyết thứ hai. Và mình cho nhiều dầu để cho hành không có bị hút dầu. Chờ cho dầu sôi, phi hành ở lửa lớn. Nhớ để lửa lớn thì hành nó mới không có bị hút dầu. 1/2 muỗng cà phê muối. Mình quậy cho hơi nước bốc lên. Sau đó mình đổ qua rây. Chờ cho ráo dầu. Vẫn cái chảo này, 1 muỗng canh nè, 2 muỗng canh, cái dầu hành mình vừa phi xong á, để mình xào khoai tây. Bước này giúp cho cái nhân khoai tây nó thấm vị đồng thời mềm. Thì lúc sau cuốn chả giò của mình nó sẽ bùi, cũng như là nó không có bị ướt cái vỏ bánh, giúp cho chả giò giòn. Mình xào trong vòng khoảng 1 phút rồi nêm luôn. 1 muỗng cà phê vuông bột nêm gà chicken powder, 1 muỗng cà phê vuông đường, 1/3 muỗng cà phê muối. Anh chị em và các bạn xào lửa trung bình thôi. Sau khi mình xào nhìn thấy khoai tây trong, trong vòng khoảng 3-4 phút đó, tắt lửa và cho 1/2 muỗng cà phê tiêu. Sau đó mình chờ nguội. Khoai tây lúc này nó chín mà và mềm. Mình cho su hào cà rốt vào trong một cái túi vải để mình vắt, bỏ hết cái nước này đi. Nấm mèo sau khi ngâm nở, rửa sạch sẽ, cắt bỏ chân, vắt ráo
và mình cắt sợi ra. Sau đó mình cắt cho nó ngắn lên chút xíu. Anh chị em và các bạn nhớ vắt cho ráo nước nha. Để không thôi chút nữa là cái vỏ bánh tráng nó không có giòn được đó. Cái này mình cũng cắt nhỏ ra. Sợi luôn nha. Sau khi hành nguội, trộn chung luôn. Tôm mình để cho ráo nước. Mà mình nên cắt thì nó ngon hơn là xay. Anh chị em và các bạn cắt khoảng 1cm á. Khi mình ăn nó có cái độ sực sực của tôm nó mới ngon. Giòn giòn. Mình lấy khoảng 120g bún tàu. Bún tàu có tác dụng hút nước. Cứ ngâm trong nước nóng ấm 60 độ C trong vòng 1 phút hoặc là 2 phút cho nó hơi mềm thôi. Đừng có ngâm lâu quá là nó mất tác dụng hút nước của bún tàu. Sau đó mình cho ra rổ và để ráo nước. Anh chị em và các bạn nhớ cho thêm hành lá cho nó thơm nha. Mình cho vào đây 1 muỗng cà phê tiêu, 2 muỗng canh nước mắm, cái chỗ thịt với tôm nấm. 2 muỗng là khoảng 25ml. 1 muỗng canh vung đường. Đây là bột nem gà chicken powder. Mình cho 1 muỗng canh. Sau khi mình trộn sơ qua rồi, lúc này mình mới cho khoai tây vô. Với lý do là khoai tây lúc nãy mình đã nêm á, nên mình cho sao. Bún tàu cắt ngắn khoảng 2cm thôi, hoặc là tối đa là 3cm. Anh chị em và các bạn nhớ đừng có nêm mặn quá đó, lúc mình ăn nước mắm đó. Bún tàu mình cho vô luôn. Mình sẽ lấy một cái chén cho lòng trắng ra đây, để chút nữa mình dán cái miếp bánh tráng. Hơn nữa là mình chỉ lấy cái nhân là lòng đỏ. Nếu mình lấy lòng trắng là mình chiên nó sẽ bị chấm đen. Đây cũng là bí quyết. Cái này trứng nhỏ thành thử ra mình lấy 6 cái. Nếu trứng lớn anh chị em và các bạn lấy 5 cái thôi. Mình chỉ trộn không có nhồi để tránh nó bị chảy nước á. Anh chị em và các bạn sẽ thấy cái nhân nó khô ráo, không có bị chảy nước cũng như là không có bị khô. Mình cho trứng để cho nhân có độ kết dính. Sau khi trộn xong mình sẽ ướp trong vòng khoảng 10 phút, trong lúc đó mình đi chuẩn bị cái bánh tráng. Mình nhúng cái cọ trong lòng trắng trứng, mình quét một chút xíu ở đây, để cho cái này khi dán lên thành hình tam giác không có chạy. Nhân mình cho tùy theo mình thích cuốn, cuốn lớn hay nhỏ. Thì lúc mình xếp á, cái độ dài nó bằng độ dài của cuốn chả giò. Cuộn lên. Và nhớ là mình đừng có cuộn chặt tay quá. Nếu mình cuộn chặt tay, chút mình chiên cái nhân nó nở, nó sẽ làm cho bể. Ráp bánh tráng mình cuộn khoảng 1.5 vòng từ bên đây đắp qua bên đây, xoay cho nó phủ cái cuốn chả giò. Từ bên đây qua bên đây, nó phủ nè. Mình sẽ cuộn qua vậy, thêm vậy. Rồi lấy lòng trắng, mình quét ở đây. Sau đó cuộn lên. Anh chị em và các bạn sẽ nhìn thấy nó phủ hết cái cuốn chả giò luôn như vậy nè. Rồi mình lăn cái nữa là dính, là xong. Sau đó mình sẽ để lên một cái mâm như vậy nè. Để chút xíu nữa mình cho vào trong tủ đông đá. Mình cuộn thêm một cái nữa để anh chị em và các bạn thấy rõ hơn nha. Mình làm quen rồi là nó nhanh lắm. Lưu ý khi cuốn đừng chặt tay quá, cũng như là đừng có lỏng quá. Nếu mà lỏng là chút nó hút dầu, còn chặt tay quá là chút bể cái vỏ bánh tráng, bởi vì là nhân nở. Mình cuốn nhẹ nhàng đẩy lên, sau đó lăn. Kéo cái này qua, kéo cái này qua, kéo lên, quét lòng trắng trứng, cuộn lại,
Như vậy thì hai cái đầu nó dày. Khi anh chẻm vào các bạn chiên nó không bị đen. Chả giò sau khi cuốn xong, anh chị em và các bạn để trong tủ đông đá để cho nó khô cái lớp vỏ đó, thì lúc sau mình chiên sẽ giòn. Chả giò này khi chiên, anh chị em và các bạn sẽ lấy từ trong tủ đông đá ra. Nãy giờ mình để cũng khoảng 15-20 phút á. Và chiên chả giò này thì dầu phải thật nóng, nhiều dầu để cho không có bị hút dầu. Mình cho dầu sao cho ngập cuốn chả giò luôn. Chả giò này mình phải chiên dầu thật nóng để khi mình cho vô nó không có bị rách cái vỏ bánh tráng, nó phải chín liền, cứng liền thì cái chả giò của mình nó mới nâu vàng lên. Đây là lưu ý thứ tư. Và thử dầu, thấy nó lên cái bong bóng vậy nè. Bếp chín số mình để số 9 luôn. Cái mối này nè, để xuống dưới cho nó không có rớt ra. Nhiệt thật là lớn mà mình cho. Rồi sau khi mình cho vô xong là không có đụng. Nếu mình đụng là nó sẽ bị bể. Mình nhìn mình thấy nâu nâu là lúc này mình mới trở. Rồi cứ chờ cho đến khi nó gần vàng rồi đó. Lúc đó mình mới hạ nhiệt xuống để cho nhân nó chín. Như vậy thì cái nhân chả giò nó không có bị khô, đồng thời là không có rách cái vỏ bánh tráng, chả giò nó mới lên cái màu vàng nâu được. Rồi mình hạ nhiệt xuống, bếp chín số mình để trung bình, mình để số 7 thôi. Để cho chả giò giòn thì mình sẽ cho lên rây hoặc là cho lên cái rổ để chảy dầu. Khi nhìn thấy cuốn chả giò nó gần vàng rồi, anh chị em và các bạn sẽ nâng nhiệt lớn lên để cho nhả dầu. Bếp chín số mình để số 9 luôn. Và trở để cho nó vàng đều. Chiên cách này thì bên ngoài giòn, bên trong chả giò không bị khô. Và khi nào thấy nó vàng rồi đó, như cuốn này chẳng hạn, mình vớt ra để đứng lên cho nó chảy dầu. Anh chị em và các bạn thấy cái cách chiên này giúp cho cuốn chả giò của mình nó vàng nâu luôn, không bị bể và không bị chấm đen. Nâu vàng nè, giòn rụm luôn. Nếu trong trường hợp nhà có khách thì mình cũng có thể chiên hai lần, tức là mình chiên sơ, sau đó chiên lại thì nó sẽ giòn lắm luôn á. Nếu như mà ăn không hết á, anh chị em và các bạn sẽ cho vào trong hộp, mình cho tủ đông. Lúc nãy mình cho nó lạnh trước rồi á, thì khi mình cho vô hộp nó mới không có bị dính lại. Rồi khi cần ăn thì lấy ra chiên thôi. Mình đem ra ngoài mình để khoảng một chút xíu cho nó hơi hơi trăng đá ra rồi chiên. Vàng ươm luôn và nâu giòn. Anh chị em và các bạn nhìn thấy thích không? Làm giống như Bình Khuyên thì sẽ có những cuốn chả giò ngon cho gia đình hoặc là để khách làm khi nhà có tiệc. Bình Khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình làm chả giò ngon và ăn ngon. Bây giờ xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại ở những video kỳ tới.